Ok, chào anh em nha. Anh em đến với kênh của Sơn Loa Audio. Vừa bóc được một con xe. Tiếp tục anh em ạ. Một con xe Mẹt. Đây ạ, vừa bóc luôn. Dây giắc zin của xe này vẫn còn nguyên đây này anh em này. Xương này, xương loa vẫn còn nguyên. Nói chung là đúng một bộ luôn. Đúng một bộ của Mercedes. Bốn con loa bát 16 nguyên xương zin, dây giắc các kiểu còn nguyên zin đẹp long lanh. Đấy, bốn con quá đẹp. Anh em nào có nhu cầu xe lắp xe để nâng cấp thì chơi bộ loa Mercedes này thì quá là ổn luôn. Còn không thì mua chơi ở nhà, chơi loa nghe ở nhà, nghe vào CD ô tô thì quá tuyệt. Em bán cái này cũng được nhiều rồi, nhưng mà cứ gỡ được con xe nào là hết con đấy. Giờ đúng còn bốn con, một bộ luôn của xe mới cứng luôn, đẹp bãi. Nhưng mà còn quá đẹp, bởi vì là thả đỗ xe ra thì nó gần như mới, mà lau chùi đi tí là như mới luôn. Nhưng nói chung là cơ bản là ngon bổ rẻ, loa xe Mẹt mà giá, loa xe sang mà giá thì hạt rẻ. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nhá. Một chơi một đôi ở nhà cũng được, lắp xe cũng được. Nói chung cái loa này nó toàn giải mà nghe trung âm với bát của nó thì tuyệt vời luôn. Có nhiều anh em đã lắp rồi, không cần phải lắp xúc luôn, cái tiếng bát nó tuyệt vời. Con dòng toàn giải đấy, trung âm thì quá tuyệt luôn, nét căng. Đấy, giá hợp lý nữa anh em ạ. Chưa có cặp loa Mẹt nào mà giá rẻ như cặp này. Em bao giá luôn, tuyệt vời luôn. Anh em có nhu cầu thì chuyển ngay nha, chỉ còn đúng hai đôi. Nhanh tay liên hệ Zalo, có clip test demo đầy đủ. Hoặc là anh em bấm vào một cái video ở trong kênh của em ấy. Trong mục video thì anh em có thể chọn cái video mà có cái clip test của loa này này. Hoặc anh em search là loa Mercedes test và CD V6. Quá hay luôn anh em nha. Loa đẹp long lanh, nó không phải nói nhiều là loa đẹp long lanh, mà giá một đôi cũng rất là hợp lý. Một đôi củ loa Mẹt cái này thì quá yêu luôn.